Ai cũng muốn cái lẽ phải, mà phải thuyết phục cho người khác, người ta nghe theo mình. Mà ai không nghe theo mình là mình buồn, mình giận dữ. Cái đó là cái lỗ lã thiệt thòi. Mà tôi muốn nhắc với các Phật tử những cái nhỏ nhỏ vậy. Cho nên khi mà tôi viết ra những cái câu đó, cái tập trước cũng có, tập như Nguyễn Thị Sư đó cũng có câu đó. Mình đừng bảo thủ cái trúc của mình. Nếu mình nói những điều mà mình cho là trúc, kể cả những lời nói ở trong kinh điển, nhưng mà nếu cái kinh điển đó nó có đại thừa, tiểu thừa, rồi trung, rồi nhân thừa, thiên thừa, mà mình nói thì người ta không hợp với cái thừa mà của mình muốn nói, thế là ta bất bình, bất mãn. Do vậy cho nên là mình thấy rằng nó không có bằng lòng nhau rồi đó mà, thì mình nói thôi thôi thôi, xin lỗi ha, nói gì cũng không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng. Cái tôi biết đứng bên quan điểm đạo Phật nhìn là trúng, nhưng mà đứng bên cái nhìn, cái nhận thức của đạo, thì của đạo Chúa hay là của đạo Cao Đài hay là của đạo Hồi chẳng hạn, đâu có trúng được. Rồi nếu mà đem ra mà cãi mà bất bình bất mãn rồi nó thành cái chiến tranh à, thì lỗ lã thiệt thòi thôi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà nó hết sức tầm thường, mà tôi nhắc các Phật tử cái điều đó. Rồi còn một điều nữa mà tôi muốn chắc chắn là lâu gặp nữa, không biết là bao lâu, tôi không hẹn. Thành thật mà nói, từ cái lúc mà tôi về trên đồi, trên cao nguyên tới giờ, báo cáo với các Phật tử là cái đầu của tôi trong sạch, mà nó phát sinh ra trí tuệ. Phải nói là nó đạt tới cái đỉnh mà tôi tự thấy là bằng lòng. Mà cái lúc mà tôi hoạt động mấy mươi năm á, ở thành phố á, nó chưa có được cái đó. Rồi bây giờ ở trên đó, nhờ cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái sự thanh tịnh, không có ai là khuấy rầy rồi, mà cũng không có ai làm cho mình cái điều kiện loạn động. Cho nên về cái mặt mà tu tập và thiền định đó, tư duy quán chiếu thiền định đó, nó tốt hơn. Thành ra cái đầu của mình đã nó sinh ra cái thứ trí tuệ, mà nó đạt tới cái đỉnh mà đỉnh cao mà như vô thượng bồ đề ra thì mình không dám nói. Nhưng mà kỳ thật nó có phát sinh ra những cái trí tuệ rất là quý báu, mà tôi muốn nói với các Phật tử dữ lắm, mà chắc chắn rằng không sao nói hết được. Và cũng không biết là cái làm sao mà cho chúng ta đồng tình nhất trí một mặt với nhau cho được. Cho nên dầu cũng muốn nói gì nữa chứ cũng dè dặt, cũng phải ngăn ngừa, chứ cũng không phải là cái tâm huyết của mình muốn hiến dân, mà mình gặp ai mình cũng dân, mình cũng tặng được đâu. Tấm lòng của tôi bây giờ thật sự là có cái tâm trạng đó. Và nhất là một cái điểm lạ là thấy cái gì cũng có thể thành ra cái đề tài để cho mình tư duy, mình quán chiếu, để mình gột rửa, mình cởi bỏ những cái nguyên nhân đau khổ được hết. Cái đó nói trong số đông á, thì có người nhận thức được và có người khó nghe. Chứ cho tới bây giờ thì tôi thấy rằng đạo Phật dễ lắm, tu dễ lắm. Nếu mình bằng lòng tu theo đạo Phật là dễ lắm. Rồi tình cờ cái tôi nhớ tới cái câu ở dưới, cái chữ to ở dưới giảng đường mình ở tầng dưới đó. Câu đó nó cũng ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Vậy mà mình có thể đi tới đi lui, mình nhìn nó như không có tác dụng gì hết. Chứ kỳ thật là hai cái câu đó tác dụng dữ lắm đấy.
học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, chừng ấy thôi. Tôi gợi ý rồi các Phật tử để ý đi, chỉ chừng ấy công chuyện gói gọn ở trong hai cái khẩu hiệu vậy đó. Nếu là các vị thăm tôi cảm ơn, mà trong đời sống các vị mà không có để tâm về cái điểm mà mình sắp đi đến đó, không có để tâm về cái điểm giác ngộ, không có để tâm về cái điểm giải thoát, thì các vị đi thăm tôi thì tôi cảm ơn. Nhưng mà phần các vị là các vị uổng công, đi thăm tôi uổng công, cúng tiền tôi uổng của. Nếu các vị không có giác ngộ, nếu các vị không có giải thoát, cho nên tôi gợi ý, tôi nhắc lại các Phật tử để ý đó. Đừng quan trọng cái gì ghê gớm lắm đâu. Đạo Phật không có cái gì khó khăn ghê gớm lắm, lớn lao lắm đâu. Không cần phải ngồi kiểu nào chấp chân chấp sững 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, nửa đêm, nửa hôm thì không cần như vậy đâu. Người ta gọi là tu thiền mà phải nửa đêm mới ngồi dậy đúng giờ, tí ngọ mẹo dậu, cái đó không cần vậy đâu. Ngồi nửa đêm mà cũng không có giác ngộ, không có giải thoát. Nếu cái đối tượng để quán chiếu, để tư duy mà mình không có học chánh pháp, không có học đúng chánh pháp, mình không có hành đúng chánh pháp, là mình có ngồi nửa đêm gà gái gì đó cũng tốn công vô ích thôi. Mà cái quan trọng là phải làm thế nào, phải có thầy, phải có bạn, những người thiện hữu tri thức nhắc cho mình về cái điểm giác ngộ và giải thoát. Cái đó quan trọng. Chứ bây giờ ở đây mình nói nhỏ nhỏ mà nghe thôi. Tôi có thể nói thẳng với các vị, ngày nay về mặt tôn giáo nói chung, riêng về Phật giáo nói riêng, người Phật tử khó mà lựa, khó mà nhận biết thế nào là chánh pháp, thế nào không chánh pháp, thế nào là chân lý, thế nào là không có chân lý, thế nào là tu hành thế nào có kết quả, còn tu hành thế nào không có kết quả. Có nhiều Phật tử tại gia mà không có gặp thầy lành bạn tốt, các vị không biết được cái đó. Bây giờ thì nói riêng về đạo Phật của chúng ta cũng quá nhiều, tổ chức cúng quá nhiều, lại quá nhiều, thờ phượng quá nhiều. Tôi nói cái đó là không phải ai cũng bằng lòng, bởi vì tôi nói là nói gì cũng không đúng mà. Nhưng mà riêng tôi, nếu mà các vị bằng lòng tới thăm tôi, nghe tôi, là tôi có thể nói với các vị vậy. Cúng quá nhiều, tổ chức đám sám quá nhiều, thờ lại quá nhiều. Còn một câu nữa mà phải uống lưỡi không phải 7 lần mà là 70 lần mới dám nói, là nếu như mà các vị Phật tử mà chỉ ham tụng niệm thôi, tụng kinh mà tôi nói như vậy có nghĩa là tôi không khuyến khích các vị tụng kinh chứ gì. Điều đó đối với tôi là có thật. Không phải tụng kinh nhiều để lấy phước đâu. Cái này tôi nói mấy mươi năm rồi, lẽ ra bây giờ tôi không nói nữa, không dám nói nữa, không cần nói nữa. Nhưng mà thật sự bây giờ cái đó nó phát triển dữ quá, phát triển dữ lắm, cúng dữ lắm. Từ Nam tới Bắc cúng ghê gớm, lại ghê gớm, tổ chức đám tiệc ghê gớm. Mà cái đó thì trên trường giác ngộ không có, trên con đường giải thoát không hề có.